Qua triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp công tác công an, sau gần 48 giờ, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an thành phố Mỹ Tho, các đơn vị chức năng thuộc các cục nghiệp vụ Bộ Công an đã bắt giữ đối tượng gây ra vụ cướp ngân hàng xảy ra ngày 25 tháng 9 tại phòng giao dịch ngân hàng Aribank, khu công nghiệp Mỹ Tho thuộc ấp Bình Tạo, xã Trung An, thành phố Mỹ Tho. Đối tượng tên Võ Thanh Hòa, sinh năm 1996, cư trú ấp Phước Hòa, xã Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho. Qua điều tra ban đầu, đối tượng thừa nhận vào ngày 25 tháng 9, đối tượng đến phòng giao dịch ngân hàng Aribank, khu công nghiệp Mỹ Tho, sử dụng súng tự chế, uy hiếp buộc nhân viên bỏ tiền vào ba lô. Tuy nhiên, nhân viên ngân hàng bấm chuông báo động, ném ghế vào nên đối tượng bỏ chạy, leo lên xe tẩu thoát. Được biết đối tượng Võ Thanh Hòa có một tiền án 5 năm vì tội cố ý gây thương tích. Ra trại tháng 4 năm 2018, đối tượng sử dụng ma túy và đang thuộc diện quản lý của xã. Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Mỹ Tho tiếp tục điều tra mở rộng.